Em Ngọc Hữu Autocar xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em Ngọc Hữu Auto Lâm Đồng thưa anh chị. Và ngày hôm nay trước mặt màn ảnh nhỏ của anh chị là một chiếc xe 9 chỗ. Có thể nói là như thế, phân khúc MDV cao cấp tại thị trường Việt. Và đây là một chiếc xe bản full cho năm sản xuất 2018. Sedona Ram phiên bản CRD máy dầu nha anh chị nha. Một chiếc xe có thể nói là máy dầu nhưng mà êm như máy xăng. Option đầy đủ, phục vụ gia đình có thể nói là tuyệt vời. Phục vụ gia đình một cách tuyệt vời. Động cơ thì chiếc xe này động cơ đâu đó khoảng 2 chấm. Thích hợp bóng xenon cho phần đèn lớn, cụm đèn chiếu sáng cũng như là đèn cản, mặt ga ra, mặt ga lăng lớn, cảm biến trước, rửa đèn, cảnh báo điểm mù rồi cái gì nữa. Một bộ mâm đâu đó khoảng to vật vã 18 inch. Mâm 18. Ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện. Và nội thất thì có thể nói là pin kinh khủng nha anh chị nha. Cái tay nắm cửa này chỉ cần kéo một cái và thả ra, tự động mở nha anh chị nha. Đúng không ạ? Và bấm nhẹ nhàng ở đây một cái thôi là nó sẽ tự động đóng rồi. Nó phục vụ gia đình kinh khủng. Phục vụ gia đình kinh khủng nha anh chị nha. Tự động mở. Bên trong này hàng ghế có thể nói là cơ động tối giản luôn và rộng rãi, tích cực cho dòng phân khúc MDV này. Và chúng ta sẽ có thêm đó là hai cửa sổ trời luôn chứ không phải là một cái nữa. Và túi khí thì cũng có thể nói là nhiều lũ khổ. Vậy thì bây giờ mình sẽ đem túi khí nha anh chị nha. Trên vô lăng một túi, phụ lái một túi, là chúng ta có hai túi rồi. Ghế lái một túi, ba túi, phụ lái một túi, bốn túi. Ui thôi, bốn túi rồi đấy. Trụ B một túi, năm túi. Bên này nữa là chúng ta có nguyên cái khoang buồng lái đằng trước không là đã sáu túi rồi. Sáu túi, bảy túi, tám túi khí rồi thưa anh chị, 9 túi, 10 túi khí thưa anh chị, 10 túi khí, 10 túi khí, MDV cao cấp, rất là an toàn. Hai cửa sổ trời, 10 túi khí, rồi hàng ghế cơ động. Bây giờ mình sẽ đi coi em khoái dòng MDV này là ở cái phần hàng ghế đằng sau này đây. Tình trạng bây giờ trên chiếc xe có thể nói là đang sử dụng có 4 ghế thôi. Em đang ngồi dưới sàn. Chúng ta có hai ghế trước, hai phần tỉ tay đây thân chị, hai phần tỉ tay. Đằng trước khoang buồng lái thì có thể nói là rộng thôi rồi đó. Còn cái phần gỗ này chúng ta có thể gập lên này và hạ xuống bình thường nha anh chị nhá. Đằng sau đây thì chúng ta sẽ có thêm cái thanh đường ray, có thể là trượt hàng ghế lên, trượt hàng ghế xuống bình thường nha anh chị nha. MDV mà cao cấp lắm. Bấm nút mở cửa nha anh chị nhá. Bây giờ em sẽ làm một cái người mà ngồi ở đằng sau cái khoang buồng lái này. Bây giờ em sẽ bấm cái nút này. Đây. Cái nút này. Xem coi nó sẽ có điều gì xảy ra. Bấm nút. Nó sẽ tự động nó đóng cửa nha anh chị nhá. Không phải là kéo cái cửa lùa và giậm cái ầm một cái. Và cũng đang đóng cửa như thế này, em sẽ bấm một cái thôi. Nhẹ nhàng cửa nó sẽ tự động mở ra. Cho nên là giá xe mới sao ạ? 2020. Giá xe mới hiện tại đang là bao nhiêu ạ? 1 tỷ 360 triệu. 1 tỷ 360. Và hiện tại chiếc MDV này cửa hàng bên em đang rao bán với mức giá như thế nào đây ạ? 1 tỷ đồng. Trừ được cho anh chị 300 triệu đồng rồi. Vân gia cao cấp như rồi, hộp số tự động. Đâu 8 cấp hay 10 cấp ấy. 8 cấp. Số tự động 8 cấp. Phần cốp của chiếc xe này được mở bằng điện và đóng điện đoàn hoàng luôn.
Đây thưa anh chị, Serona phiên bản CRDI, và nhìn vào CRDI là chắc chắn là máy dầu rồi. Mở cốp. Cái cốp của MDV có thể nói là rộng thôi rồi. Keo chỉ với xe này cam kết còn nguyên chiếc cho anh chị, không cấn đụng, không tai nạn, không thủy kích, chưa có một miếng sơn dập nè. Có thể nói là như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi cái hàng ghế này nha. Nó nằm dưới này mà không biết tại sao nó lại bay lên trên đó được. Hay thật. Em không biết cái ông kỹ thuật cái ông làm kỹ thuật cái xe này nó như thế nào, nhưng mà em có cảm giác nè. Anh chị có thể thấy nè, cái ghế đây nhấc lên nằm một phát lên trên đó rồi. Đây thưa anh chị, nằm luôn lên trên đó luôn. Vậy đây là một chiếc xe có thể nói là chiếc xe gia đình đang được ký gửi nha anh chị nha. Đó, thì đây mình có sẽ có một cái cốp siêu rộng ở trong này. Chỗ này có thể nói là một người nữa đang lọt vừa vào trong được, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ cài đặt cái ghế này một chút xíu. Đây đây, kéo cái này lên. Đó. Và cái dòng MDV này có thể nói là em nó rộng thôi rồi. Rộng siêu rộng, đúng không ạ? MDV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa 9 chỗ mà, sao có 7? 9 chỗ cơ mà, tại sao lại có 7? Vậy thì Serona phiên bản máy dầu này lại mấy chỗ? 7 chỗ. Phân khúc siêu lớn. Đây thưa anh chị, chiếc này đang nằm trong phân khúc siêu siêu to khổng lồ đấy, đúng không? Rất rộng rãi nha. Hiện tại bây giờ em đang ngồi ở phần cốp đây, mà phần cốp có thể nói là ui giời ơi, nhét vừa thêm cái tủ lạnh nữa, và đằng sau này có thêm hai túi khí nữa cơ. 7 chỗ siêu rộng, xin lỗi anh chị, nó là 7 chỗ siêu rộng chứ không phải 9 chỗ. Ây, kỳ ghê vậy đó. Và để gập cái hàng ghế này xuống thì chúng ta lại kéo sợi dây này thả nó xuống đó, đúng không ạ? Thả nó xuống xong rồi thì chúng ta lại cầm cái này và chúng ta lại kéo nó xuống. Thế là chúng ta còn 4 chỗ thôi. Mà 4 chỗ kiểu này thì có mà rộng tới đâu. Đây thưa anh chị, đây 4 chỗ mà kiểu này thì như em cũng thấy sướng đó, đúng không ạ? À, nhưng không hẳn vì thế. Bây giờ mình sẽ coi đằng sau này chúng ta có gì. Một con cảm biến, hai con, ba con, bốn con cảm biến, hai thanh led bên dưới. Bô xạ nó đâu rồi ta? Một bô xạ nằm đây. Em thích chi tiết này, được giấu rất là kỹ. Đó, còn dưới này chúng ta sẽ có một cái phần cốp, mà cũng như là nhìn dưới chúng ta sẽ có cánh gà ở bên dưới này. Và cánh gà còn nguyên tem. Cốp thì được sử dụng cốp điện nha anh chị nha. Cốp điện, keo chỉ thì xe này còn nguyên, cho nên là 28 lăn bánh mới có mấy chục ngàn thôi. Mình không cần phải thắc mắc về phần chất lượng đâu, khi mà em đã trực tiếp em review những cái xe này cho anh chị rồi. Đó, cốp tự động đóng. Nó to vật vã, nhưng mà thực chất ra ngồi lái nó cũng không to lắm. Độ hở của càng này. Hai cửa sổ trời, bấm nút thôi. Bấm nút cửa tự động đóng nha, y như có ma vậy, kỳ ghê gớm. Một cửa đã vào. Bây giờ mình sẽ qua cái cửa bên, sẽ qua cái cửa bên này. Nguyên ăn xong đi lòng vòng cái xe không thôi cũng đã thấy mệt, nhưng mà chơi MDV thì nó có nhiều cái thú vui tao nhã thưa anh chị. Của dòng phân khúc MDV được một cái là siêu rộng, cái thứ hai nữa là nội thất tiện nghi. Chỉ để phục vụ gia đình thì em nghĩ đây là một chiếc xe đánh giá rất là cao, rất là cao, còn hơn Santa Fe. Kia Serona. Vậy thì bây giờ mình sẽ coi chi tiết trên này chúng ta sẽ có gì. Cân bằng điện tử em mình không nhắc đến làm gì rồi. 28 à. Có cảnh báo điểm mù, có tất hệ thống chống chân trượt, có cruise control, ga tự động,
Rồi một màn hình điều khiển trung tâm 12 inch. Rồi trên này chúng ta sẽ có hai cái nút đóng cửa, đóng cốp, mở cốp, mở cửa, mở cốp trên này luôn nha. Bây giờ em sẽ test nó. Còn bên này chúng ta sẽ có chỉnh bốn kính, khóa lốc này nọ. Và bên hông này được tích hợp một lớp sơn tĩnh điện giả gỗ rất là sang trọng. Còn hệ thống loa của chiếc xe này thì ui trời ơi, khỏi bàn làm gì, nó tuyệt vời. Sử dụng Smart Key. Đây thưa anh chị, Smart Key này cũng có hỗ trợ mở cốp, mở cửa, lốc, mở lốc, mở cửa, mở lốc, mở cửa. Cái cửa này nó sẽ mở. Ôi dồi, như có ma vậy. Vậy bây giờ mở cửa xong rồi nha, em lại bấm tiếp xem coi, nó lại đóng cửa. Ủa được nè. Dàn lạnh của chiếc xe này là sử dụng 3 dàn lạnh nha anh chị nha, 3 dàn lạnh độc lập. Một dàn lạnh ạ, 2 dàn lạnh, 3 dàn lạnh và có thêm cả dàn sưởi nữa. Có thêm cả dàn sưởi cho hai ghế trước, hệ thống Acti Eco Sport rồi các kiểu đà điểu cảm biến, rồi hỗ trợ tay lái, sửa tay lái này nọ, sưởi kính này nọ. Có thể nói là như thế. Vậy thì bây giờ cái cửa bên này, cái cửa bên này nè, bây giờ em sẽ cầm cái remote và em lại bấm tiếp. Ngồi nghỉ chỗ đã đi. Nó lại mở. Y chang có ma á. Không thật. Đó, bây giờ em lại bấm nó này. Bấm nó tiếp. Nó lại đóng. Nó lại đóng rồi. Đúng không ạ? Còn về phần cốp của chiếc xe này thưa anh chị, em lại bấm mở cốp nha. Mở cốp ra. Cốp lại được mở. Y chang có ma mà mình chạy mình cũng không cần phải bước xuống làm gì. Vậy thì bây giờ em lại bấm nó tiếp nha. Cốp nó lại tự động đóng. Y chang có ông nào đó đóng hộ mình. Một tính năng được gọi là đánh giá rất rất là cao. Trong này chúng ta sẽ có nè, một cổng sạc điện thoại 12V, một cổng USB 12V. Đó, một cái khay chứa đồ. Một cái cốp được gọi là siêu rộng. Đó. Hộp tỳ tay siêu to. Nói chung cái gì trên chiếc xe này em thấy nó cũng to hết. Và tiền nó cũng to luôn. Xe mới hiện tại 2020 em cập nhật giá sớm nhất cho anh chị là bao nhiêu ạ? 1 tỷ 360 triệu. Ưu đãi xong xuôi còn 1 tỷ 3. Ưu đãi xong xuôi còn 1 tỷ 3. Đây. Em nó đây, cháu nó đây rồi. Bây giờ mức tiêu hao nguyên liệu của nó đang rơi vào kết hợp là 7 lít rưỡi dầu trên 100 cây số. Lượng dầu trong bình còn 227 cây. Bây giờ em sẽ bấm nút đây. Úi trời ơi, hiện tại là cháu nó máy xăng nha anh chị nha, nhưng mà có thể nói là êm như máy, à quên, máy dầu, êm như máy xăng. Hệ thống dàn điều hòa đằng sau đang được bật nha anh chị nha, và chúng ta sẽ có điều chỉnh ở trên này luôn. Chúng ta có thể giảm quạt trên này luôn. Đó, đây là quạt của sau và quạt trước sẽ nằm đây. Ba dàn là độc lập hết. Chúng ta sẽ có 3 dàn lạnh độc lập. Và hiện tại video này em đang quay vào lúc 2 giờ 12 phút ngày 11 tháng 6 2020. Với một chiếc xe rất là xịn sò đến từ thương hiệu Kia, chiếc Kia Sedona. Lăn bánh 2018 và chiếc xe này đang sử dụng ở mức cây số 22.153 cây đang được ký ủy quyền cho cửa hàng đang bán và ngày hôm nay chào sân anh chị trong ngày 11 tháng 6 2020. Hiện tại Sedona từ Bắc vào tới Nam có thể nói là như thế nào ạ? Rất ít người bán. Rất ít người bán nha anh chị nha. Cabo nằm đầy và cái lốc kê nó nằm dưới này luôn. Có thể nói là như thế. Và bây giờ mình sẽ ra mình coi xem coi cái em chân dài máy dầu này. Em chân dài máy dầu này nó, cái máy của nó như thế nào mà lại xe mới lại hơn 1 tỷ đồng. Đây thưa anh chị,
một cái cục máy không khác gì Hyundai nha anh chị nha, máy chưa mở, chưa rửa. Ai lấy rửa cho anh chị? Mới sắm được em này. Mặt cọp chưa mở, hiện tại bây giờ chỉ nghe thấy tiếng dây cu loa là chủ yếu chứ chả nghe thấy tiếng máy nó nằm đâu cả. Tôi chỉ có để nè, sát cái máy quay vào thì anh chị nghe được xuyên tiếng máy thôi. Cái công nghệ máy dầu bữa nay nó ghê gớm lắm. Hệ thống ABS cân bằng điện tử thích hợp tất tần tật trên cái CRD 16V này thưa anh chị. Và mức tiêu hao nguyên liệu chuẩn của nhà, thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đưa ra thì em sẽ gửi anh chị một chút xíu này thôi. Và tình hình nha anh chị nha, nếu đến coi những cái xe mà phân khúc điện cao như thế này, mình có thể vào trực tiếp trong kia. Đó, trực tiếp vào trong kia có đầy đủ máy test, máy đo thông số kỹ thuật cho anh chị luôn. Cụm đèn đằng trước chúng ta sẽ có 1, 2 cây xenon bên dưới sương mù và 2 cây xenon bên trên này, trợ sáng bằng halogen. Và chúng ta sẽ có thêm 4 con cảm biến trước và 2 cái rửa đèn. Mặt ga lăng lớn lục cục như thế này, cứ núm thế này. Đây thân chị, về phần mặt ga lăng có thể nói rất dễ thương cho chiếc 49A21783 này. Sương mù bằng xenon, dàn mâm 18 inch, sử dụng 4 thắng đĩa hết, 2 cửa lùa, 7 chỗ siêu rộng. Mức tiêu hao nguyên liệu của nó đây thưa anh chị. Đây, mình có thể nhìn rõ một chút xíu mà. Ôi sao nó lại không nhìn thấy cái gì vậy, chết tôi không. Đây thưa anh chị, em kết hợp nó là 8.3 lít. Trong đô thị sẽ là 10.63 lít và ngoài đô thị sẽ là 6.9 lít. Ôi trời ơi. Vậy bây giờ em sẽ ghe cái xe này vào trong nhà và chém gió cho anh chị tiếp. Ghe xe này vào trong nhà, chém gió tiếp. Đúng không ạ? Bây giờ em sẽ ghe nó vào góc trong đó. Hôm nay có thể nói là công việc của em nó cũng khá nhiều. Chào sân toàn bộ anh em tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng như thế này. Mà trong khi về độ tuổi thì có thể nói là em thuộc diện rất là ít tuổi, có thể nói là như thế nhá anh chị nhá. Em thì giới thiệu sơ về bản thân em thì nhiều anh chị coi kênh YouTube của em trong vòng thời gian khoảng 1 năm thì em năm nay 29 tuổi, dạ đã có gia đình và được một bé 4 tuổi. Và được cả là nhà có hẳn 3 con dê nhốt trong một chuồng. Và em theo nghề ô tô này được 4 năm. Và từ lúc mà chọc chẹt cho đến lúc bây giờ là khoảng đâu đó cũng xấp xỉ 10 năm. Có thể nói là như thế nha anh chị nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Cảnh báo điểm mù. Đây thưa anh chị, đây cảnh báo điểm mù, đúng không ạ? Chúng ta có cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù để start up 3 dàn lạnh, chế độ lái bao gồm có eco nữa. Cái chế độ này nó còn tiết kiệm nguyên liệu cực kỳ. Và bên cạnh đây là chiếc Hyundai Tucson em mới quay cho anh chị. Toàn bộ hai chiếc này phiên bản cao 2018 hết. Một chiếc 800 triệu và một chiếc trị giá một cục. Thì đây, cái thông số kỹ thuật, mức tiêu hao nguyên liệu mà em muốn gửi đến anh chị trong ngày hôm nay cho phiên bản Sedona nha. Rồi. Sao mà nó bóng quá vậy? Đây thưa anh chị, kết hợp sẽ là 8.3 lít. Trong đô thị sẽ là 10.6 lít. 10.6 lít. 10.63 lít. Và ngoài đô thị sẽ là 6.9 lít. Nhìn hơi mờ tí thôi. Cũng ảo lòi ra, đúng không ạ? Cho phiên bản Grand Sedona 7 chỗ siêu rộng mà ngày hôm nay em gửi đến anh chị. Và nếu anh chị nào thích chiếc xe này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe trực tiếp tại tỉnh Lâm Đồng. Và chế độ bảo hành
cam kết chế độ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 năm, và chiếc xe này cũng chưa hết bảo hành từ Thaco, từ Kia nha anh chị nha. Máy dầu Seno này chạy 20.000 cây số, đăng kiểm dài đến tháng 2 2021, phiên bản 2 cửa sổ trời, bản full option của máy dầu. Nếu anh chị thích chiếc xe này hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, và thay mặt cho toàn thể anh em ô tô Lâm Đồng kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, mua được chiếc xe mà mình mong muốn nhất và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng.